cô hồn ấy sưng ấy xỉa. Nhưng mấy bạn đang coi cái clip này nè. Bởi vậy, khi các bạn có một tình yêu đẹp, cô hồn thấy vậy sẽ tìm mọi cách để khiến cho các bạn sinh sự, cãi vã và chia tay nhau. Cho nên để tránh cái việc đó xảy ra, hãy chia tay trước khi cô hồn hành động nha. Khoảng thời gian khét tiếng là xui xẻo nhất trong năm, tháng cô hồn đã sắp sửa quay trở lại. Và dấu hiệu của sự trở lại này chính là những bài viết tràn lan trên mạng xã hội về những điều cấm kỵ trong tháng cô hồn. Vậy thì ngày hôm nay, hãy cùng The Hours Workshop và mình, An Quyên, giáo viên tại Tiêu, đi qua một số từ vựng mà chúng ta có thể sử dụng để nói về dịp đặc biệt này nhé. Chúng ta đều biết rằng khoảng thời gian này là khi quỷ môn quan sẽ được mở ra và vô số vong linh vong hồn sẽ được thả tự do từ cõi âm, phải không nào? Vậy thì cõi âm trong tiếng Anh có thể được gọi là gì nhỉ? Ngoài một từ vô cùng quen thuộc mà chúng ta đều đã biết là hell, thì cõi âm còn có thể được gọi trong tiếng Anh là the underworld hay the netherworld. Hãy cùng áp dụng từ mới này để nói về tháng cô hồn luôn nhé. During the seventh lunar month, so-called the Hungry Ghost Month, the gates of hell are open and spirits who have served their sentences are released from the netherworld and are able to walk the earth freely. Vào dịp này, một nghi thức mà người Việt chúng ta sẽ thực hiện đó chính là cúng thí thực hay là cúng bố thí thức ăn cho những linh hồn lang thang bơ vơ trên dương gian. Chúng ta có thể sử dụng những cụm động từ hết sức đơn giản như to make food offerings hay to offer food để nói về nghi thức này. Một bước nhỏ trong nghi thức đó chính là thắp hương, mà trong tiếng Anh sẽ là to burn incense hay to light incense. Còn nén hương hay nén nhang chúng ta có thể gọi là an incense stick. Nhân tiện đang nói về hương hay incense, nếu như các bạn muốn nói về mùi hương, chúng ta có thể sử dụng những cụm từ như a scent of incense hay a smell of incense nha. Hãy cùng nhìn vào một ví dụ để các bạn thấy được cách những cụm từ được sử dụng trong câu nhé. During this month, Vietnamese people make food offerings, burn incense, and offer paper items such as money and luxurious goods to the spirits. Ngay từ đầu video, chúng ta đã thấy một điều cấm kỵ đang được lan truyền trên mạng xã hội. Chúng ta không nên làm vào trong tháng cô hồn, đó chính là chúng ta không nên yêu đương, mà nên chia tay luôn trong tháng này. Vậy thì điều cấm kỵ có thể được gọi như thế nào trong tiếng Anh nhỉ? Chúng ta có thể sử dụng danh từ taboo nha. Vì taboo thường được nói về những điều cấm kỵ trong văn hóa hay tôn giáo, nên nó hay đi được với cụm như a cultural taboo hay a religious taboo. Ngoài ra nó cũng có thể đi với một số giới từ để tạo thành những cụm như a taboo on, a taboo about, một điều cấm kỵ về gì đó, hay a taboo against, một điều cấm kỵ không được làm gì đó. Ngoài ra, nếu chúng ta vi phạm phải một điều cấm kỵ, tức là chúng ta đã break a taboo hay violate a taboo. Ví dụ như, violating taboos is believed to bring bad luck during the Hungry Ghost Month. Và đó là một số cụm từ về tháng cô hồn mà các bạn có thể sử dụng. Nếu như các bạn còn những cụm từ nào khác về chủ đề tâm linh hay tháng cô hồn mà muốn chia sẻ với chúng mình thì đừng lại để lại bình luận ở dưới nhé. Mình là An Quyên, giáo viên đến từ The IELTS Workshop, và chúc các bạn một tháng cô hồn vui vẻ.